chào quý vị và các bạn, mình là Ngọc Dung. Rất vui được gặp lại quý vị trong chương trình Sức khỏe của bạn. Trong số phát sóng ngày hôm nay, chúng ta sẽ cùng tìm hiểu về chủ đề chăm sóc sức khỏe tinh thần. Sức khỏe tinh thần là một yếu tố vô cùng quan trọng trong đời sống cảm xúc của con người, là một trạng thái mà con người nhận thức được khả năng của bản thân để đối phó với những căng thẳng thông thường. Một người có sức khỏe tinh thần khỏe mạnh sẽ luôn tích cực trong suy nghĩ, biết cách kiểm soát hành vi và cảm xúc của bản thân. Khi đối mặt với những khó khăn thử thách, người có sức khỏe tinh thần tốt sẽ có ý chí kiên cường hơn. Còn những người có tinh thần bất ổn thì sẽ dễ dàng rơi vào trạng thái căng thẳng khi gặp áp lực công việc, dễ bị buồn chán và dễ bị tổn thương. Vậy làm thế nào để bạn nâng cao sức khỏe tinh thần của chính mình? Đó chính là hãy xây dựng một lối sống lành mạnh. Đây chính là chìa khóa vàng để chống lại rối loạn tinh thần. Ăn uống lành mạnh và đầy đủ dưỡng chất, tập luyện thể thao nhẹ nhàng và điều độ. Cố gắng sắp xếp thời gian để nghỉ ngơi thư giãn, cân bằng lại cuộc sống cá nhân. Đi ngủ đúng giờ và đủ giấc sẽ giúp bạn nhanh chóng hồi phục năng lượng để sẵn sàng đón chào một ngày mới tràn đầy hứng khởi. Với những chia sẻ vừa rồi, Dung tin rằng các bạn sẽ biết cách chăm sóc sức khỏe tinh thần của mình một cách tốt nhất, tạo một niềm hạnh phúc tự tại trong tâm hồn, giúp bản thân vững vàng và kiểm soát mọi việc một cách tốt nhất. Cảm ơn quý vị và các bạn đã quan tâm theo dõi. Xin chào và hẹn gặp lại trong các chương trình lần sau.